Tương ưng thứ 48 Tương ưng căn Inriya Sanyutta Một la mã Phẩm thanh tịnh Suddhi Kavadga Một la mã Kinh thanh tịnh Suddhika Sutta 471 Nhân duyên tại Savati Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các tỷ kheo, những pháp này là năm căn. Hai la mã Kinh Dự Lưu Thứ Nhất Bhatha Maso Tabana Sutta 472 Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn khi nào vị thánh đệ tử này các tỷ kheo như thật rõ biết vị ngọt sự nguy hiểm sự xuất ly của năm căn này khi ấy này các tỷ kheo vị thánh đệ tử ấy được gọi là vị dự lưu không còn bị thối đọa quyết chắc chứng quả giác ngộ. Ba-la-mã kinh dự lưu thứ hai. Dutiya trăm bảy sutta 473. Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Khi nào vị thánh đệ tử? Này các tỷ kheo, như thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này. Khi ấy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử ấy được gọi là vị dự lưu, không còn bị thối đọa quyết chắc chứng quả giác ngộ bốn la mã kinh a la hán thứ nhất pathama arahanta sutta bốn trăm bảy mươi bốn này các tỷ kheo có năm căn này thế nào là năm tính căn vân vân tuệ căn khi nào vị thánh đệ tử này các tỷ kheo sau khi như thật rõ biết vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này được giải thoát không có chấp thủ khi ấy này các tỷ kheo vị thánh đệ tử ấy được gọi là vị a la hán lậu hoặc đã được đoạn tận phạm hạnh đã thành các việc nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống đã đạt được mục đích hữu ký sử đã được đoạn tận chánh trí giải thoát năm la mã kinh a la hán thứ hai dutiya arahanta sutta 475 này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Khi nào tỷ kheo? Này các tỷ kheo, sau khi sự thật rõ biết sự tập khởi, sự chấm dứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này được giải thoát không có chấp thủ. Khi ấy, này các tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là vị A-La-Hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu ký sự đã được đoạn tận, chánh trí, giải thoát. Sáu La Mã Kinh Sa Môn, Bà La Môn thứ nhất Batha Masa Manara Manasutta 476 Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn, những vị sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo không như thật rõ biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này những sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình chứng ngộ với chánh trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh những vị sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo như thật rõ biết sự tập khởi sự chấm dứt vị ngọt sự nguy hiểm và sự xuất ly của năm căn này những vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng tự mình chứng ngộ với chánh trí, chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay mục đích của bà la môn hạnh. Bảy la mã Kinh sa môn bà la môn thứ hai Dutiya Samana Ramana Sutta 477 Những vị sa môn hay bà la môn nào, này các tỷ kheo, không như thật rõ biết tính căn không như thật rõ biết tính căn tập khởi, không như thật rõ biết tính căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến tính căn đoạn diệt, không như thật rõ biết tấn căn, vân vân, không như thật rõ biết niệm căn, vân vân, không như thật rõ biết định căn, vân vân, không như thật rõ biết tuệ căn, không như thật rõ biết tuệ căn tập khởi, không như thật rõ biết tuệ căn đoạn diệt, không như thật rõ biết con đường đưa đến tuệ căn đoạn diệt, những vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ kheo không được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay không được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng không tự mình chứng ngộ với chánh trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay của bà la môn hạnh những vị sa môn hay bà la môn nào này các tỷ kheo như thật rõ biết tính căn như thật rõ biết tính căn tập khởi như thật rõ biết tính căn đoạn diệt như thật rõ biết con đường đưa đến tính căn đoạn diệt như thật rõ biết tấn căn vân vân như thật rõ biết niệm căn vân vân như thật rõ biết định căn vân vân như thật rõ biết tuệ căn như thật rõ biết tuệ căn tập khởi như thật rõ biết tuệ căn đoạn diệt như thật rõ biết con đường đưa đến tuệ căn đoạn diệt các vị sa môn hay bà la môn ấy này các tỷ-kheo được chấp nhận là sa môn giữa các hàng sa môn hay được chấp nhận là bà la môn giữa các hàng bà la môn và những bậc tôn giả ấy ngay trong hiện tại cũng tự mình chứng ngộ với chánh trí chứng đạt và an trú mục đích của sa môn hạnh hay của bà la môn hạnh tám la mã kinh cần phải quán sutta 478 Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Và này các tỷ kheo, cần phải quán tính căn ở chỗ nào? Ở đây, cần phải quán tính căn trong bốn dự lưu phần. Và này các tỷ kheo, cần phải quán tấn căn ở chỗ nào? Ở đây, cần phải quán tấn căn trong bốn chánh cần. Và này các tỷ kheo cần phải quán niệm căn ở chỗ nào? Ở đây cần phải quán niệm căn trong bốn niệm xứ. Và này các tỷ kheo cần phải quán định căn ở chỗ nào? Ở đây cần phải quán định căn trong bốn thiền. Và này các tỷ kheo cần phải quán tuệ căn ở chỗ nào? Ở đây cần phải quán tuệ căn trong bốn thánh đế. Những pháp này, này các tỷ kheo là năm căn chính là mã. Kinh phân tích thứ nhất Bhatha Mavibhanga Sutta 479 Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tính căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai đây là thế tôn ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư phật thế tôn này các tỷ kheo đây gọi là tính căn và này các tỷ kheo thế nào là tấn căn ở đây này các tỷ kheo vị thánh đệ tử sống tinh cận tinh tấn đoạn trừ các pháp bất thiện làm cho đầy đủ các thiện pháp với nỗ lực kiên trì Dalaparakamu, tinh tấn, không có từ bỏ gánh nặng, Anikitaduro, làm các thiền pháp. Này các tỷ kheo, đây gọi là tấn căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử chánh niệm, thành tụ niệm tuệ tối thắng, ước niệm, tùy niệm các việc làm từ lâu, các lời nói từ lâu. Này các tỷ kheo, đây gọi là niệm căn và này các tỷ kheo thế nào là định căn ở đây này các tỷ kheo vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ pháp sở duyên Vua sát gia ramanan được định được nhất tâm này các tỷ kheo đây gọi là định căn và này các tỷ kheo thế nào là tuệ căn ở đây này các tỷ kheo vị thánh đệ tử có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt các pháp, trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp, đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Mười La Mã Kinh phân tích thứ hai Duti Bốn Banga tám 480 này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tính căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai, đây là thế tôn, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư. Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây được gọi là tính căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tấn căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp với nỗ lực kiên trì, tinh tấn, không có từ bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. Vì ấy đối với các pháp bất thiện chưa sanh, phát khởi lòng ước muốn, tinh cần tinh tấn, quyết tâm cố gắng làm cho không sanh khởi đối với các pháp bất thiện đã sanh phát khởi lòng ước muốn tinh cần tinh tấn quyết tâm cố gắng làm cho đoạn tận đối với các thiện pháp chưa sanh phát khởi lòng ước muốn tinh cần tinh tấn quyết tâm cố gắng làm cho sanh khởi đối với các thiện pháp đã sanh phát khởi lòng ước muốn tinh cần tinh tấn quyết tâm cố gắng làm cho an trú không có mê ám được tăng trưởng, quảng đại, được tu tập, được làm cho viên mãn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tấn căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử chánh niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ước niệm, tùy niệm các việc làm từ lâu và lời nói từ lâu. Vị ấy trú, quán thân trên thân, vân vân, quán thọ trên các cảm thọ, vân vân quán tâm trên tâm, vân vân quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời. này các tỷ-kheo, đây gọi là niệm căn. và này các tỷ-kheo, thế nào là định căn? ở đây, này các tỷ-kheo, vị thánh đệ tử sau khi tự bỏ pháp sở duyên được định, được nhất tâm, vì ấy ly dục, ly bất thiện pháp chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, vân vân, an trú thiền thứ hai, vân vân, an trú thiền thứ ba, vân vân, từ bỏ lạc, từ bỏ khổ, chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là định căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tuệ căn ở đây này các tỷ kheo vì thánh đệ tử có trí tuệ đầy đủ trí tuệ về sự sanh diệt các pháp trí tuệ thuộc bậc thánh thể nhập các pháp đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau vì ấy như thật rõ biết đây là khổ như thật rõ biết đây là khổ tập khởi như thật rõ biết đây là khổ đoạn diệt như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ đoạn diệt này các tỷ kheo đây gọi là tuệ căn những pháp này này các tỷ kheo, là năm căn phẩm có phần yếu hơn mudutara một la mã kinh chứng đắc bati 481 này các tỷ kheo, có năm căn thế nào là năm tính căn vân vân tuệ căn và này các tỷ kheo, thế nào là tín căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử có lòng tin, đặt lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai, đây là Như Lai bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tín căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tấn căn? Này các tỷ kheo, khi tu tập bốn chánh cần, thâu nhận tinh tấn, này các tỷ kheo, đây gọi là tấn căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm căn? Này các tỷ kheo, khi tu tập bốn niệm xứ, thâu nhận niệm, này các tỷ kheo, đây gọi là niệm căn. Và này các tỷ kheo, thế nào là định căn? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử sau khi từ bỏ pháp sở duyên được định được nhất tâm này các tỷ kheo đây gọi là định căn và này các tỷ kheo thế nào là tuệ căn ở đây này các tỷ kheo vị thánh đệ tử có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sanh diệt các pháp với trí tuệ các bậc thánh thể nhập các pháp đưa đến chân chánh đoạn tận khổ đau này các tỷ kheo đây gọi là tuệ căn này các tỷ kheo, những pháp này là năm căn. Hai La Mã Kinh tóm tắt thứ nhất tám Suta. 482 Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện Samatha này các tỷ kheo với sự phiên mãn năm căn này là bậc a la hán yếu nhẹ hơn là bậc bất hoàng yếu nhẹ hơn là bậc nhất lai yếu nhẹ hơn là bậc dự lưu yếu nhẹ hơn nữa là bậc tùy pháp hành yếu nhẹ hơn nữa là bậc tùy tính hành ba la mã kinh tóm tắt thứ hai đôti gia Sutta 483 này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-la-hán, vân vân, là bậc tùy tính hành. Như vậy, này các tỷ kheo, do có sự sai biệt về căn mà có sự sai biệt về quả. Do có sự sai biệt về quả mà có sự sai biệt về hạng người. Bốn La Mã Kinh Tóm Tắt Thứ Ba Bốn trăm Khita Sutta 484 Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm, tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này là bậc a la hán vân vân là bậc tùy tính hành như vậy này các tỷ kheo ai làm viên mãn được quả viên mãn ai làm từng phần được quả từng phần này các tỷ kheo ta nói rằng năm căn không phải không sinh quả năm la mã kinh quản thuyết thứ nhất bathamavitara sutta 485 Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này, là bậc A-La-Hán, yếu nhẹ hơn là bậc trung gian bát Niết Bàn. Antarabha yếu nhẹ hơn là bậc tổn hại bát niết bàn upahat yếu nhẹ hơn là bậc vô hành bát niết bàn asankhara yếu nhẹ hơn là bậc hữu hành bát niết bàn sasankhara yếu nhẹ hơn là bậc thượng lưu đạt đến sắc cứu cánh thiên yếu nhẹ hơn là bậc nhất lai yếu nhẹ hơn là bậc dự lưu Yếu nhẹ hơn là bậc tùy pháp hành. Yếu nhẹ hơn là bậc tùy tính hành. Sáu La Mã Kinh Quảng Thuyết Thứ Hai Duti Yavit 486 Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn với sự toàn diện này các tỷ kheo với sự viên mãn năm căn này là bậc a la hán yếu nhẹ hơn là bậc trung gian bát niết bàn vân vân là bậc tùy tín hành như vậy này các tỷ kheo là do sự sai khác về căn mà có sự sai khác về quả do sự sai khác về quả mà có sự sai khác về hạng người bảy la mã kinh quản thuyết thứ ba Yavitthara Sutta 487 Này các tỷ kheo, có năm căn này. Thế nào là năm? Tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này là bậc A-La-Hán, yếu nhẹ hơn là bậc trung gian bát Niết Bàn, vân vân yếu nhẹ hơn là bậc tùy tính hành. Như vậy, này các tỷ kheo, ai làm viên mãn, được quả viên mãn, ai làm từng phần, được quả từng phần. Này các tỷ kheo, ta nói rằng năm căn không phải không sinh quả. Tám La Mã Kinh Thực Hành Patipana 488 Này các tỷ kheo, có năm căn này, thế nào là năm, tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm căn. Với sự toàn diện, này các tỷ kheo, với sự viên mãn năm căn này là bậc A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả A-la-hán, A-la-hán hướng. Yếu nhẹ hơn là bậc bất lai. Yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả bất lai, A-na-hàm hướng yếu nhẹ hơn là bậc nhất lai yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả nhất lai nhất lai hướng yếu nhẹ hơn là bậc dự lưu yếu nhẹ hơn là vị đang thực hành để chứng ngộ quả dự lưu dự lưu hướng đối với ai này các tỷ kheo năm căn này toàn bộ và toàn diện không có thời ta nói rằng người ấy là người đứng phía ngoài là thuộc thành phần phạm phu chính là mã kinh đầy đủ Sampanasutta 489 Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn vân vân ngồi một bên tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn căn đầy đủ căn đầy đủ bạch Thế Tôn được gọi là như vậy cho đến như thế nào bạch Thế Tôn là căn đầy đủ Ở đây này các tỷ kheo tỷ kheo tu tập tính căn đưa đến tịch tịnh đưa đến giác ngộ vân vân tu tập tuệ căn đưa đến tịch tịnh đưa đến giác ngộ cho đến như vậy này các tỷ kheo tỷ kheo có căn đầy đủ mười la mã kinh đoạn tận các lậu hoặc asavakhaya sutta bốn trăm chín mươi này các tỷ kheo có năm căn này thế nào là năm, tính căn, vân vân, tuệ căn. Những pháp này, này các tỷ kheo là năm căn. Do tu tập, do làm cho sung mãn năm căn này, này các tỷ kheo, tỷ kheo đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.